Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của tác phẩm tự truyện Pháp Ký, tác giả Đức Pháp Vương Gioang Trúpa, do Trúpa Việt Nam biên dịch, chương 12. Ấn chứng là hóa thân của bậc lãnh đạo truyền thừa Trúpa. Khởi đầu với kho tàng bao thiện nghiệp, tôi đến với cuộc đời mang theo trách nhiệm lớn lao. Bằng cách nào đấy, nghiệp và tâm nguyện khi trước đã tạo nên hình hài thượng sư là tôi. Nhờ tích lũy thiện nghiệp và chỉ giữ giới hạnh trong đời trước, nên tôi được sinh ra trong thân người với đầy đủ thiện căn và tín tâm. Do tâm nguyện và thiện nghiệp đời trước, tôi đã đến với cuộc đời này trong thân tướng của một thượng sư tâm linh. Điều này mang đến những trách nhiệm lớn lao và cả những chướng ngại đi kèm liên quan đến phẩm vật cúng dường bất tịnh. Khi nghĩ lại điều này và cảm nhận nỗi buồn, tôi hỏi cha mẹ, sao cha mẹ không để tâm chăm sóc đứa con độc nhất? Sao cha mẹ xa rời con, để con phải một mình đối diện với những chướng ngại nhiễm ô từ phẩm vật cúng dường bất tịnh? Cha mẹ tôi đáp rằng, Ngài đừng trách móc chúng ta. Khi vừa biết nói, Ngài đã tuyên bố rằng Ngài có một tự viện và Ngài sẽ xuất gia. Ngài cứ nói mãi không thôi. Chúng ta đã tìm mọi cách để ngăn cản điều này. Nhưng khi vắng mặt chúng ta, Ngài luôn nói rằng Ngài là một bậc thượng sư. Ngài ngồi vào bàn, chia sẻ Phật Pháp và ban gia trì cho những người tìm đến thỉnh cầu. Đương nhiên, rất nhiều người ước nguyện rằng Ngài là hóa thân của bậc thượng sư mà họ mong chờ tìm kiếm. Và rất nhiều người tìm tới chúng ta. Rồi chúng ta nhận được thư từ Đức Dalai Lama và các bậc thượng sư khác. Đặc biệt, Đức Pháp Vương quá cố Dudjom Rinpoche cũng bảo chúng ta đừng quá lo lắng cho sức khỏe của Ngài. Và dạy rằng Đức Rakpa Melen, bản tôn hộ trì của truyền thừa Trúpa, sẽ che chở cho Ngài. Vậy chúng ta có thể làm gì khác được? Tôi vẫn còn nhớ vào năm lên 3-4 tuổi, do tập khí kiếp trước chi phối, tôi đã biểu lộ các hành động nhậm vận tự nhiên của một bậc thầy tâm linh. Cho nên trước cả khi biết nói, tôi đã biết dùng tay ban phúc và hoan hỷ ngồi lên pháp tòa. Dù cha tôi có cố ngăn cản hành sự ấy, sau lưng Ngài tôi vẫn tiếp tục làm. Ngày nay, có những bậc cha mẹ cảm thấy vô cùng hoan hỷ khi con của họ được ấn chứng là hóa thân của một bậc thượng sư. Giả sử lúc đó cha mẹ tôi cũng thấy hoan hỷ như vậy, thì chắc hẳn tôi đã trách móc họ. Nhưng vì họ chẳng có gì phải ân hận, nên tôi không thể kêu ca với ai. Các bậc thượng sư trong quá khứ từng dạy rằng, có những việc làm tưởng là thiện hạnh, nhưng lại là nguồn gốc gây khổ đau và bất thiện, là do sự chi phối của phiền não ma. Vì sự chi phối đó, ngay từ lúc thiếu thời, mọi người đã thấy tôi biểu lộ tư chất của một bậc thượng sư, nói và hành xử một cách nhậm vận tự nhiên, gây ấn tượng mạnh mẽ với tăng đoàn và đại chúng xung quanh. Bất chấp những yêu cầu thận trọng và lời cảnh tỉnh từ phụ thân tôi, Đức Bairo Rinpoche. Về sau, mẹ tôi kể lại, một số chư tăng ni là người trong gia đình muốn Ngài vận tăng phục màu nâu đỏ và khoác y vàng, vì dường như Ngài yêu thích những y phục này. Xong Đức Bairo Rinpoche liền mắng họ và nói, các vị nói gì vậy? Nếu đứa trẻ này có nghiệp thanh tịnh, lớn lên tự nhiên, nó sẽ biết trường dưỡng tâm linh, hành thiện lợi tha. Chẳng việc gì phải vội vàng cho nó khoác y phục, sống nhờ vào phẩm vật cúng dường ngay lúc này. Các vị đừng có nghĩ đến việc thay đổi diện mạo của con trai tôi. Kể từ đó, Ngài chỉ vận y áo màu đen và trắng, đi giày và đội mũ. Thế nhưng mỗi khi vắng mặt cha, Ngài lập tức quấn y của các bậc thầy tôn quý hoặc bất cứ y áo màu vàng hay màu đỏ nào
ngài tìm được và ngồi kết già trong tư thế thiền định. Ngay khi nghe tiếng cha ngài đi tới, ngài liền vội vàng cởi bỏ y áo và làm như không có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ ngài không nhớ sao? Tôi không nhớ tất cả những chuyện này, nhưng tôi có nhớ hồi khoảng 3 tuổi, vừa mới biết đi dạo xung quanh, tôi có một đôi giày rất tốt màu trắng, lót vải đen. Tôi chưa bao giờ thích màu này và luôn ao ước có được một đôi giày nâu. Vì vậy, tôi đã đào một cái hố ở cách xa nhà khoảng 30 bước chân. Vài giờ sau, mọi người đều đi tìm đôi giày và hỏi tôi đã để chúng ở đâu. Nhưng tôi không trả lời. Song nhìn mặt tôi, chắc chắn họ đoán được tôi đã bày ra trò này. Sau một hồi, Akulodwe, một vị tăng rất thiện cảm với tôi, kéo tôi ra và nói: "Hãy nói cho tôi biết đôi giày ở đâu. Tôi sẽ mua cúng ngài một quả xoài." Tôi liền kéo tay Akhu dẫn tới chỗ giấu đôi giày. Mọi người ai cũng khen ngợi rằng tôi quá thông minh. Nhưng giáo lý dạy rằng chính những việc làm như vậy bị chi phối bởi phiền não ma, và tôi cũng tin điều đó là đúng. Khi vừa biết nói, tôi đã tuyên bố rằng tôi có một tự viện và pháp tòa của Lama và còn rất nhiều sự kiện chi tiết khác. Ngay trước khi được ấn chứng chính thức là bậc hóa thân chuyển thế, tôi buột miệng nói đã đến lúc quay về tự viện của mình, rồi nói lời từ biệt với gia đình và trao khăn chúc phúc. Ngày nay, mọi người chỉ bị ấn tượng bởi cách hành xử bên ngoài. Họ chỉ nhìn vào cách cư xử có vẻ hợp pháp của tôi mà không hề kiểm chứng xem tôi có phẩm hạnh tâm linh gì. Rồi mặc nhiên thỉnh tôi lên pháp tòa. Pháp tòa là nơi các bậc thượng sư tâm linh đã chứng ngộ tự tính tâm. Các ngài chuyển bánh xe pháp để hoằng dương Phật pháp, giảng về những gì các ngài đã được nghe và chứng ngộ, để từ đó gieo hạt giống tâm trí thành cho các lớp đệ tử. Chẳng hạn, trước khi giảng về trí tuệ bát nhã, Đức Phật đã tự mình dựng pháp tòa. Đó chính là cách nên làm. Tôi nhớ lúc còn bé, tôi đã được hàng ngàn Phật tử, tăng chúng, học sinh và cả các nghệ sĩ xếp hàng dài dọc hai bên đường để cung nghinh. Ở giữa đám đông náo nhiệt ấy, người ta đặt tôi lên lưng một con ngựa trắng phủ gấm, tô điểm bằng rất nhiều đồ trang sức quý giá. Trên đầu tôi có một cây lọng được dâng bởi hai người đàn ông to khỏe, mặc trang phục cổ truyền bằng thổ cầm màu vàng, đội mũ đỏ có tua rua. Lúc đó tôi thấy rất hoan hỉ. Tất cả những đồ trang sức quý giá lộng lẫy đều thuộc tự viện của bậc căn bản thượng sư đã viên tịch của tôi, Đức Kim Cương Trì Pao Rinpoche. Bởi nhân duyên kết nối giữa các đời hóa thân chuyển thế trước đây của truyền thừa Pao và truyền thừa Drukpa, ngài muốn đích thân sắp xếp mọi thứ cho sự kiện trọng đại này. Nguyện cầu Đức Pao Rinpoche luôn mở lòng từ bi hộ trì cho con. Trong lúc đám rước đã diễn ra nhộn nhịp và hối hả, đột nhiên tôi nhìn thấy một đồ chơi ô tô trong cửa hàng và muốn có món đồ chơi đó. Chẳng ai để ý tới mong muốn này. Tôi nhớ mình đã buồn vì điều đó. Khi người ta bế tôi khỏi lưng ngựa và rước lên tòa, người dân đua nhau kéo chân tôi đặt lên đầu họ và tôi bị tuột mất giày. Ai nấy đều cầm hương và hoa tươi. Tôi nhớ mình đã khóc thét lên vì sợ khi bị đầu hương cháy dở chích bổng chân. Một lúc sau, khi tôi đã ngồi yên vị trên tòa, Bairo Rinpoche mang tới cho tôi một con nai bằng nhựa. Tôi nghĩ ngài đã nghe thấy tôi đòi cái xe đồ chơi lúc đi trên đường. Nhưng tôi chỉ có thể để con nai nhựa trên bàn và chẳng có thời gian để chơi, vì tôi phải thọ nhận cúng dường Mạn Đà La từ những người đại diện của rất nhiều truyền thừa Phật giáo khắp vùng Himalaya, đại diện chính phủ và rất nhiều tự viện. Đôi khi tôi phải đưa tay ban gia trì cho một số người hoặc chạm đầu chào những người khác.
Có rất nhiều nghi thức thế gian mà hồi đó tôi không hiểu hết, và ngay cả đến bây giờ tôi vẫn còn chưa hiểu. Thật khó để một đứa trẻ 4 tuổi có thể làm được mọi thứ, nhưng tôi vẫn cố gắng làm tất cả những gì mình có thể. Sau khi gặp những người đại diện tới từ khắp các tự viện, tôi đã ngủ gật ngay trên tòa vì kiệt sức và không nhớ rõ buổi lễ tiếp diễn ra sao. Tôi cũng không nhớ. Nhưng được nghe kể lại rằng tôi đã khiến tất cả mọi người trong pháp hội lúng túng khi không chịu chạm đầu chào Ngài Rachoe Chuwa Rinpoche, một bậc thượng sư khả kính. Sau này thượng sư Onchul Rinpoche đã kể lại cho tôi nghe tường tận những việc này. Ngài nói, ta không biết vì sao Ngài nhất bực từ chối. Thậm chí ngay cả khi Ngài Drukpa Thupsay Rinpoche ấn đầu Ngài về phía trước. Tôi hỏi Ngài, vậy con đã cư xử với Ngài như thế nào? Và Ngài đáp, Ngài trìu mến đưa bàn tay nhỏ xíu ra chạm vào má ta. Tôi hỏi Ngài, vì sao lại tới tham dự buổi lễ đăng quang của tôi? Ngài mỉm cười, yên lặng hồi lâu rồi đáp, kể từ khi ta sang Ấn Độ, người duy nhất đến cùng tự viện cũ và cùng giữ giới tam muội ra với ta chính là Bairo Rinpoche. Vì Ngài là pháp tử của Bairo Rinpoche, nên nếu ta không đến thì thật không phải phép. Mặc dù Ngài tỏ ra vô cùng khiêm nhường và giản dị, song tự đáy lòng mình, tôi tin rằng Ngài đã đến bởi giữa tôi và Ngài có mối pháp duyên cát tường. Điều đó khiến Ngài trở thành người chăm sóc và bảo hộ cho tôi ngay từ khi tôi còn thơ ấu.